Nhưng, nếu bạn là người có ít thời gian tập luyện các chế độ giảm cân trường kỳ và gian khổ, thì bây giờ, bạn có thể thực hiện phương pháp đơn giản hơn, đó là dùng dầu dừa giảm cân. Nên ăn dầu dừa hay uống dầu dừa để giảm cân? Tất cả những thắc mắc về cách dùng dầu dừa giảm cân sẽ được giải đáp trong bài viết dưới này. Dầu dừa giảm cân tại sao hiệu quả? Dầu dừa nguyên chất từ tự nhiên chứa nhiều axit béo có tác dụng tích cực đối với sự trao đổi chất trong cơ thể. Các chuỗi axit béo trung bình được chuyển hóa từ các axit béo chuỗi dài, những axit béo từ lượng thức ăn bạn hấp thụ thay cho năng lượng từ gluco có trong tinh bột. Vì vậy, khi bạn muốn thực hiện chế độ ăn uống giảm cân để tiêu trừ chất béo dư thừa trong cơ thể, dầu dừa có thể giúp bạn làm được điều đó. Dầu dừa cũng là một chất béo có tính nhiệt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khi so sánh lượng calo của chuỗi axit béo trung bình với các chất béo khác có thể tăng cảm giác no cho bạn. Các chuyên gia cũng cho rằng, chất béo có trong dầu dừa là chất béo bão hòa có nguồn gốc axit lauric, một loại axit có khả năng tiêu hủy chất béo, cân đối hàm lượng cholesterol trong máu. Không có cholesterol trong máu xấu ảnh hưởng đến sức khỏe và tim mạch của bạn. Tinh chất có trong dầu dừa còn giúp bạn làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, kiểm soát được cơn thèm ăn. Theo nghiên cứu khác, cách giảm mỡ bụng bằng dầu dừa là hoàn toàn hiệu quả. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân chia thành hai nhóm, nhóm người dùng từ 1-2 muỗng canh dầu dừa, nhóm 2 dùng 2 muỗng canh đậu tương trong 28 ngày. Kết quả cho thấy rằng nhóm 1 giảm được 1 kg và giảm vòng eo, còn nhóm 2 có dấu hiệu tăng nhẹ lượng chất béo trong bụng. Trong dầu dừa chứa một chuỗi triglyceride, dưỡng chất này có tác dụng làm tiêu hao các phần mỡ dư thừa trong cơ thể. Ngoài ra, dầu dừa có tính nhiệt cao, khi vào cơ thể sẽ giúp đốt cháy năng lượng nhanh chóng. Theo nghiên cứu thì dầu dừa giảm cân là có cơ sở. Mặc dù là giảm mỡ bụng, giảm cân bằng dầu dừa sẽ hiệu quả, nhưng điều kiện là bạn phải dùng đúng cách. Vậy cách dùng dầu dừa giảm cân như thế nào là hiệu quả nhất? Muốn biết thì đừng bỏ qua những chia sẻ dưới này. 6 cách giảm cân bằng dầu dừa. 1. Uống dầu dừa có giảm cân không? Như đã nói ở trên, thì trong dầu dừa có chứa nhiều dưỡng chất và chất béo hữu cơ nên có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa, đốt cháy calo tự nhiên nhanh chóng. Bạn có thể uống dầu dừa trực tiếp để giảm cân. Cách uống dầu dừa giảm cân như sau. Để có thể thu nhỏ vòng eo của mình, mỗi ngày bạn uống trực tiếp một thìa dầu dừa vào buổi sáng. Tốt nhất là nên uống sau bữa ăn để tránh ảnh hưởng xấu tới dạ dày. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thêm dầu dừa vào các loại thức uống như cà phê, nước trái cây. Sinh Tố kiên trì giảm béo bằng dầu dừa theo cách uống này không chỉ làm giảm cảm giác thèm ăn, ăn ít hơn trong bữa chính mà còn đốt cháy mỡ thừa, tăng cường khả năng trao đổi chất ít lâu sau. Không chỉ giúp giảm mỡ bụng mà giảm béo toàn thân cũng vô cùng hiệu quả. Vậy cũng hiểu rằng uống dầu dừa có giảm cân không rồi nhé. 2. Ăn dầu dừa để giảm cân. Nếu như uống dầu dừa trực tiếp có cảm giác ngán ngán thì bạn có thể sử dụng cách ăn dầu dừa để giảm cân bằng cách kết hợp với salad. Sử dụng món salad dầu dừa giảm cân cũng là một phương pháp đơn giản mà còn hiệu quả giảm mỡ bụng bằng dầu dừa. Món salad dầu dừa chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết, ít calo, giúp bạn kiểm soát tốt lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trộn salad với dầu dừa giảm cân, thực hiện như sau để có vòng eo thon gọn. 100g xà lách, 1 quả dưa leo, 1 củ hành tím, dầu dừa, giấm rượu vang đỏ, muối, hạt tiêu. Cách làm: cho dầu dừa, giấm rượu vang, muối, hạt tiêu vào một cái chén, khuấy đều hỗn hợp dưa leo, xà lách, hành tây rửa sạch, thái lát mỏng vừa ăn cho vào một tô lớn, đổ hỗn hợp nước sốt vừa làm lên rau, rồi trộn đều. Mỗi ngày nên ăn một tô salad dầu dừa giảm cân vào buổi trưa hoặc buổi tối sẽ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó quản lý được lượng calo được nạp vào. 3. Giảm mỡ bụng bằng dầu dừa và sữa chua. Sự kết hợp giữa sữa chua không đường và dầu dừa giảm cân sẽ tạo nên một món ăn vặt giúp bạn giảm béo bụng hiệu quả. Sữa chua không đường có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa, đốt cháy năng lượng dư thừa hiệu quả. Giảm mỡ bụng bằng dầu dừa với sữa chua, chỉ cần trộn đều 2 thìa cà phê dầu dừa với một hộp sữa chua không đường, rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Khi hỗn hợp này đông cứng, bạn lấy ra thái thành từng miếng nhỏ và thưởng thức. Mỗi ngày nên sử dụng 2-3 hộp để tăng hiệu quả giảm mỡ. 4. Uống dầu dừa giảm cân cùng sinh tố. Nước ép hoa quả, bổ sung một ít dầu dừa vào ly sinh tố trái cây vừa tạo hương vị cho ly sinh tố. Hương vị béo ngậy của dầu dừa ngon bổ lại giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài sinh tố hay sữa chua, thì bạn cũng có thể bỏ dầu dừa vào ly cốc tai để vừa tăng hương vị, giúp giảm béo bụng hiệu nghiệm.
bổ sung một ít dầu dừa vào ly sinh tố để tạo hương vị mà còn giúp giảm béo. 5. Massage bụng bằng dầu dừa. Đây cũng là một cách hay và đơn giản để giảm cân bằng dầu dừa mà bạn đừng nên bỏ qua. Massage bụng bằng dầu dừa vừa nhanh gọn lại còn tiết kiệm chi phí. Thực hiện cách giảm mỡ bụng bằng dầu dừa này như sau. Vệ sinh sạch sẽ vùng bụng, sau đó lau khô bằng khăn bông mềm, sau đó kích thích các huyệt đạo bằng cách dùng hai ngón tay ấn từ rốn qua hai bên hông. Lấy rốn làm tâm, dùng tay xoa đều vùng bụng theo chiều kim đồng hồ, dùng tay nắm lại và ấn vào eo sau. Dùng một lực vừa đủ để tránh bị đau nhức. Tiếp theo, dùng tay ấn vào phần giữa hông và rốn để kết thúc quy trình massage dầu dừa giảm cân. Cuối cùng, rửa sạch lại da với nước ấm, massage bụng bằng dầu dừa. Cách giảm cân bằng dầu dừa massage bụng. Nên thực hiện mỗi ngày, không chỉ đánh tan mỡ thừa mà còn làm sáng mịn da. 6. Quấn bụng bằng dầu dừa giảm cân nhanh hơn. Bên cạnh massage, bạn có thể quấn bụng bằng dầu dừa để giúp quá trình giảm mỡ diễn ra nhanh hơn. Cách làm, chỉ cần khuấy đều 2 thìa dầu dừa với 2 thìa bột quế, 2 thìa muối và 350ml nước. Sau đó, lấy băng quấn bụng ngâm trong hỗn hợp khoảng 5 phút, tiến hành quấn quanh người. Sao cho kín hết phần da trên bụng, khoảng 1 tiếng sau, gỡ băng ra, rửa sạch và thoa kem dưỡng ẩm. Lưu ý giảm cân bằng dầu dừa, không được dùng chung dầu dừa với các loại dầu khác mà bạn đang sử dụng hàng ngày. Đừng sử dụng quá nhiều, mỗi ngày chỉ cần 2-3 muỗng canh là đủ, vận động mỗi ngày để đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa. Trong quá trình áp dụng, nếu thấy da mình nổi mẩn đỏ thì cũng đừng quá lo lắng. Lúc này bạn chỉ nên thực hiện cách giảm mỡ bụng bằng dầu dừa 1 tuần 3 lần hoặc thay đổi phương pháp khác để giảm mỡ bụng. Thực đơn giảm cân lành mạnh, sinh hoạt khoa học hợp lý, trên là những cách dùng dầu dừa giảm cân. Giảm béo bụng hiệu quả mà bạn có thể thực hiện tại nhà, mong rằng bài chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu được giảm cân bằng dầu dừa là như thế nào. Chúc bạn có được thân hình thon gọn, vòng eo lý tưởng, link mua phẩm sản phẩm mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.